Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2020. Lời đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì gây tình cảm như vậy nên hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng sản phẩm đẩy 4 kênh hàng thương hiệu BF Audio, một dòng thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường âm nhạc. Con này thì thật sự các bác là vừa em mới về đây mà vẫn còn nguyên tem. Mà tháo thì thật sự các bác là tháo ra để xem bên trong ruột gan của nó. Thì em vừa ấy phá cái tem ra đây, nhưng mà vừa ấy phá sinh trong đấy. Rất là tiếc luôn đấy. Con này là 17, 18, 19, 20 này đấy. Con này cũng được 3 năm rồi đấy. Đến năm 20 này là đã rất nặng. Nên là khi ở nắp phòng là thanh lý ở bên kia là người ta sẽ không dùng nữa. Cứ 3 năm là người ta đã thanh lý một lần rồi đấy. Nên là còn rất là đẹp nha các bác nha, còn rất là đẹp. Đây là thiết kế thông số đằng sau của nó. Đằng sau của nó có nhiều chế độ đánh nha các bác nhá. Chế độ Braille này, Sitte này, Pan này. Đấy, thì bình thường em vẫn để đánh ở chế độ Sitte. Đấy là đánh cho ra 4 kênh. Và đường da của nó thì nó gồm đường rắc new trick và rắc xoáy phổ thông. 4 tín hiệu cấp vào và 4 tín hiệu nai ra đẩy khác. Đấy, rất tiện lợi cho các bác nào làm show sự kiện là dùng con đẩy này là cực kỳ là phù hợp luôn. Vẫn còn nguyên tem. Đây là đẩy chính hãng của BF Audio. Cái dòng BF Audio thì các bác cũng chẳng xa lạ rồi. Đấy. Rất là nhiều anh em trên thị trường đã đánh giá về cái tên tuổi cái dòng BF Audio này rất là nổi tiếng rồi. Nên các bác không phải suy nghĩ. Đấy, dòng mà em cam kết cho các bác là dòng chính hãng của BF Audio. Giá mới con này nó tầm độ trên 10 triệu. Đấy, nhưng mà cái hàng bãi rồi thì khi người ta đã lấy mới và người ta sử dụng rồi thì hàng bãi thì nó sẽ được rẻ hơn rất là nhiều. Đấy. Các bác chỉ mua chỉ gọi là trước 3 phần, bây giờ các bác chỉ cần bỏ một phần là các bác có thể mua được sở hữu được ngay cái con đẩy gọi là 4 kênh hàng thương hiệu BF rồi. Con này công suất của nó là tương đương là tầm 800W một kênh. Đây là ra chuẩn nhé. Ra chuẩn cho các bác là 800W. Con này nó sử dụng mạch NH. Đây là mã model của nó là H8888 này, 8800 này. Đấy, 8800. Đây là vẫn còn nguyên tem seri của nó này. Đấy, nguyên tem seri. Đây là con này còn rất là đẹp nha các bác, nó còn rất là đẹp, hàng chính hãng. Đấy thì vừa về đây thì em mới chưa mới tháo vít được thôi, chưa gọi là kịp vệ sinh, nó vẫn còn nguyên màng nhện ở bên trong này. Còn nguyên màng nhện ở bên trong. Tất cả là bao zin cho các bác từng con ốc một. Còn con này thì nó gọi là cực kỳ khủng khiếp rồi. Đẩy 4 kênh nhưng mà chạy sò LG, chạy sò LG nha các bác nhá. LG nhưng mà con này bù áp của nó thì rất là nhiều. Bù áp của nó thì cực kỳ là khủng khiếp luôn. Con này được sản xuất 2017 này. 2017 này. Đấy. Ngày mùng 2 tháng 11 2017. Đấy. Cách đây được 3 năm rồi. Khi sử dụng 3 năm hết đát phát bên kia nó sẽ thải hồi về cho Việt Nam để gọi là ăn nặng. Đấy. Nhưng mà còn rất là đẹp. Đấy. Nên là bác nào mà làm show sự kiện cái con này thì cực kỳ là yên tâm, không bao giờ sợ bị gọi là lỗi vặt cả. Con này nó chạy không biết là bao nhiêu tụ đây, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tụ nha các bác nhá. 16 tụ mà tụ của nó còn rất là đẹp luôn đấy, phẳng lì như một sân gọi là bay luôn đấy. Mặt vỉ của nó thì các bác cứ nhìn cái vỉ hàng chính hãng, linh kiện của nó thì cực kỳ là chất lượng rồi. Cái dòng dòng đẩy hãng này các bác chỉ cần nhìn con tụ của nó đấy, rất là đẹp luôn đấy. Còn linh kiện nó nhìn rất là khôn nhé các bác nhá. Và từng ở cái thanh này nôm tản nhiệt này là nó có in dọc luôn chữ đấy, dọc chữ đấy, QC của chiếc này. Đây các bác cứ nhìn cái linh kiện của nó thì quá là tuyệt vời này. Con này nó sử dụng mạch Canat H nhé các bác nhá, sử dụng mạch Canat H thì cái dòng mạch đấy các bác thì cứ yên tâm rồi, không phải phải nghĩ rồi. Máy rất là bền, máy dòng máy mạch phổ thông. Đây các bác nhìn một những cái linh kiện nó này, nguồn tụ này rất là đẹp luôn, thật các bác đẹp xuất sắc. Con này nó chạy là 40 sò nha các bác nhá, 40 sò LG, 40 sò LG. Và sò bù áp của nó thì
không thể đếm nổi được. Đấy, sò bộ áp của nó rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 là 10. Bộ áp của nó rất là nhiều nha các bác nhá. Nhiều, không thể đếm được đâu. Rất là nhiều luôn. Đấy thì sau đây thì em sẽ test thử cho các bác về một cái đoạn nhạc các bác để nghe qua cái chất âm nó mộc mạc như thế nào. Con này nguồn của nó đây, nguồn của nó phải tầm độ 22 đến 23. Đấy. Nguồn rất là bự luôn. Đấy. Nguồn đồng 100% nha các bác nhá. Nguồn đồng 100% nha các bác nhá. Con này máy cực kỳ nó nặng. Con này nó rơi tầm độ trên dưới 30 cân. Đấy. Bác nào mà có bệnh đau lưng, tiền sử đau lưng thì tốt nhất là đừng có chân B đấy. B là gãy lưng là hỏng. Đây là đấy, máy móc của nó còn rất là đẹp và sáng choáng luôn. Nói chung là về dòng này thật sự các bác thấy em khi em nhập về mà mở ra thì nói thật các bác là đẹp quá, nó thật. Thứ nhất là đẹp, thứ hai nó rất là sạch sẽ, không phải vệ sinh cái gì cả. Nó thật là em về cái lô đẩy này quá là mỹ mãn luôn. Quá là mỹ mãn, nói thật là các bác vậy. Rất là đẹp vì nó chạy sò là gì, tiếng rất hay. Quá là hàng thương hiệu chính hãng BF Audio. Đây, mở cho các bác một đoạn nhạc đang kéo cưa đôi 40 đây. Đôi 40. Đây thì em sẽ mở cho các bác về cái đoạn nhạc của nó xem là để đánh tiếng hay không. Đây là đánh mộc thôi nhá. Đây. Các bác có thể là dùng trong sự kiện này, dùng trong sự kiện các bác có thể là kéo 4 quả full 40 này, em bao cho các bác và đánh quả là cháy loa thôi đấy các bác nhá. Đấy, công suất của này là 800W một cây. Đấy là gia chuẩn cho các bác là 800W một cây nha các bác nhá. Đấy. Nên là nói thật các bác là khi hàng chính hãng, hàng công ty thì bao giờ công suất nó ra rất là chuẩn luôn, chứ nó không ra ảo. Nắm con nó ra nó không được chuẩn đấy. Thì nói thật nó báo toàn báo linh tinh. Đây là cái thông số của nguồn ở đây nhá. Thông nguồn đây nhá các bác nhá, thông số nguồn đi. Đấy. Đấy. Màu đen ở đây này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Màu đen này. J012 này, H này, 8800 này đấy. Khi là hàng chính hãng các bác cứ nhìn tất cả những cái con linh kiện của nó và cái nguồn ví dụ như những cái men đấy là nó ghi chuẩn thông số đó các bác. Đấy, chứ nó không phải kiểu như là ở bên mặt bên ngoài này ghi một kiểu, ở bên trong này ghi một kiểu, đấy là nó không được chuẩn. Đấy, khi là đã tên và người giống nhau nhưng mà thử máu nó cũng phải giống nhau. Đấy, như là các con đẩy này cũng vậy. Đấy, tên ở mặt giống nhau, ở bên trong ruột gan của nó phải là giống nhau chứ không phải là ruột gan với tên ông khác cả. Đấy. Nên là các bác nào mà lấy hàng ở bên em thì cứ gọi là yên tâm vì đã biết về đến kênh Audio Minh Nguyễn rồi. Đây là cái kênh cũ của em ấy, thì các bác nào lấy hàng bên em thì đã biết, nhưng mà kênh cũ đang bị ăn bốn gậy, đang bị treo giò nên là chưa làm gì được. Đấy. Kênh cũ hiện tại thì em đang bị YouTube nó đánh cho sập rồi.
nên là đang trong thời gian kháng cáo, nhưng mà không biết là có lấy lại được hay không, thì chắc phải 1-2 tháng nữa thì mới gọi là biết được kết quả. Còn em mới lập thêm cái kênh mới này thì các bác nào đã biết em rồi thì em không nói, còn bác nào chưa biết thì cứ lấy hàng của em đi, rồi thì các bác sẽ hiểu được là em bán hàng bao chất lượng hay là uy tín như thế nào. Đấy, thì con này thì hiện tại là em đang bán giá là 6.500.000, 6.500.000 với này cái mức giá rẻ hơn rất nhiều khi một cái giá mới của nó phải tầm trên 10 triệu. Đấy, nó phải tầm độ 14-15 triệu đấy, riêng cái giá mới cái con đẩy hàng thương hiệu này BF AOE. Nhưng mà bây giờ các bác chỉ bỏ nó gọi là 1/3 thôi mức tiền này, các bác đã sở hữu được một con đẩy hàng thương hiệu chính hãng của BF Audio. Tội gì làm sao các bác cũng phải mua đẩy mới làm gì. Đấy, cứ hàng bãi như này là sạch sẽ đẹp này mà các bác chơi thôi. Đấy, dòng này em sẽ bảo hành cho các bác là 2 tháng nha các bác nhá, bảo hành 2 tháng khi mà vấn đề lỗi do máy móc. Còn ví dụ như các bác mà đánh mà các bác bị chập dây loa hoặc là cháy loa thì cái vấn đề này em không chịu trách nhiệm nha các bác nhá. Còn ví dụ trong cái thời gian sử dụng mà các bác mà bị lỗi linh kiện, ví dụ như là ở cái phần vỉ mạch nó bị lỗi, nó bị tiếng của nó không ra hay như thế nào thì cái vấn đề này thì em sẽ chịu trách nhiệm. Còn các bác mà đánh mà không cẩn thận mà đấu dây loa mà cẩn thận mà nó bị chập dây loa ấy là cháy, đấy là em không chịu trách nhiệm ở cái vấn đề đấy. Đấy, còn nhưng mà các bác cứ dùng một vài năm được, bị lỗi nhỏ hay lỗi nặng các bác cứ gửi về cho em, bên em xử lý cho các bác hết. Còn cái tiền công thợ thì các bác thanh toán thì cũng chỉ mất 200-300 thôi, không đáng bao nhiêu cả. Đấy, nên là bên em bán hàng thì thật sự các bác là uy tín, lúc nào em đưa lên hàng đầu rồi thì các bác chỉ cần gọi là lỗ địa chỉ thôi là em gửi về cho các bác về đây tận giường luôn. Đấy, các bác là nhận hàng các bác kiểm tra đúng như hàng của em đấy, như lúc em giới thiệu này thì các bác thanh toán. Còn nếu mà không đúng thì các bác lại hoàn về cho em. Đấy, thì sau đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn đến các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Minh Nguyễn. Và xin chân thành cảm ơn các bác một lần nữa. Và các bác nhớ đừng quên đăng ký kênh và ấn like để tiện theo dõi những cái video, những cái mặt hàng mới nhất của em cập nhật về để cho các bác được biết sớm nhất. Còn bác nào mà không đăng ký thì 4-5 hôm nữa thì các bác mới biết là em đăng cái con đẩy lên. Còn các bác nào mà đăng ký thì em tí em đăng phát là các bác nhận được luôn, là các bác có thông báo ở trên điện thoại luôn. Đấy, nên là các bác đừng quên là đăng ký kênh. Đấy, đăng ký kênh nó đợi ở cái đấy là các bác được biết sớm nhất. Rồi sau đây thì em cũng xin tạm dừng video ở đây. Bác nào ở xa có nhu cầu lấy hàng xin liên hệ điện thoại trực tiếp qua số điện thoại 0985778338, số Facebook là 0937348386. Em xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và chúc các bác có một ngày làm việc thật vui vẻ.